17 địa phương khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung đã mở lại ô tô khách qua các bến lớn ở thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 60 tuyến hoạt động. Thông tin cụ thể các tuyến sẽ được khỏe mạnh đúng cách gửi đến ngay sau đây. Tại bến xe miền Đông, hiện hơn 50 tuyến xe khách được hoạt động, kết nối qua 10 tỉnh gồm Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Dương, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế và Cà Mau. Trước đó, hôm 13 tháng 10, khi bắt đầu mở lại xe khách liên tỉnh, tại bến xe miền Đông còn có xe khách đi Đắk Lắk. Tuy nhiên, các tuyến bị dừng sau đó 2 ngày do có một xe chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về đón 18 khách dọc đường và phát hiện 3 người mắc COVID-19. Ở bến xe miền Tây, Phó Giám đốc bến Trần Văn Phương cho biết, hiện 8 tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ đã mở lại xe khách qua thành phố như Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ. Tuy nhiên, lượng khách qua bến rất ít. Hôm 30 tháng 10, bến có tổng cộng 52 chuyến đi và đến, với 522 khách, gồm 344 khách đến, 178 người đi. Thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 10, tổng lượng khách liên tỉnh thông qua các bến xe trên địa bàn đạt gần 9.800 khách với khoảng 2.000 lượt xe phục vụ, bình quân mỗi xe chở 5 khách. Trong đó, khách theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành nhiều hơn ngược lại với khoảng 6.500 người trên 889 xe. Trong khi các chuyến đến Thành phố Hồ Chí Minh chỉ gần 3.300 khách với hơn 1.000 xe phục vụ, lượng khách như trên giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái và ngày thường trước lúc dịch bùng phát. Lý giải lượng khách ít, một số nhà xe hoạt động ở các bến xe cho rằng, ngoài việc nhiều tỉnh thành chưa mở lại xe khách qua thành phố, nơi có nhu cầu thì lại cao, số chuyến và công suất khai thác các xe cũng đang hạn chế. Ngoài ra, quy định phòng chống dịch ở nhiều địa phương đang khác nhau với các yêu cầu chặt chẽ người về từ Thành phố Hồ Chí Minh do cấp độ dịch cao hơn. Trong đó, một số tỉnh đang kiểm soát chặt người về từ các vùng dịch có nguy cơ cao, phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hiệu lực 72 giờ, người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19. Khi về từ địa phương, phải cách ly tại nhà 7 ngày, người chưa tiêm hoặc chỉ tiêm một mũi phải cách ly tập trung. Các quy định này khiến nhiều hành khách e dè trong kế hoạch đi lại. Hiện giữa các địa bàn vùng dịch ở cấp độ 1, 2, nguy cơ thấp và trung bình, xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường. Những nơi vùng dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao, số xe khách hoạt động không vượt quá 50%, không vượt quá 50% số chuyến với vận tải liên tỉnh và có giãn cách chỗ ngồi. Địa bàn có dịch ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, tiếp tục dừng toàn bộ vận tải hành khách trừ trường hợp đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!